Hello, chào mừng tất cả các bạn đã trở lại với kênh YouTube của mình. Thì trong những ngày gần đây, câu chuyện chị Hoa 65 tuổi lấy chồng Tây kém mình 40 tuổi đã gây xôn xao cộng đồng mạng. Và rất là nhiều người thắc mắc đó là người thân của chị Hoa này đã nói gì về cuộc hôn nhân của mẹ mình. Nghe tưởng chừng sẽ là một câu chuyện tình bị phản đối nhưng trên thực tế thì con cái của bà Hoa vô cùng ủng hộ quyết định của mẹ và chúc phúc cho tình yêu của bà. Cách đây không lâu thì câu chuyện tình của cặp đôi đổ lệch từ tuổi tác cho đến quốc tịch đã khiến cho nhiều cư dân mạng chú ý. Quả thật là việc một người phụ nữ đã 65 tuổi nên duyên cùng một chàng trai Pakistan 24 tuổi đã khiến cho không ít người tò mò và nghi ngại. Nhiều lời đồn đoán được đưa ra như là chàng trai này có ý định với gia sản của nữ đại gia. Tuy nhiên thì sau tìm hiểu thì dường như là tình cảm của họ thực sự xuất phát từ con tim, bởi lẽ người phụ nữ này chỉ là một người nội trợ của gia đình, không giàu có và cũng chẳng phải là người có của ăn của để. Sớm gì mà xã hội nghi ngờ là thế. Tuy nhiên thì hai người yêu nhau lại được con cháu trong gia đình bà Hoa vô cùng ủng hộ. Chị Phụng 42 tuổi, con gái của bà Hoa cho biết chị vô cùng ủng hộ mối lương duyên của mẹ, chỉ cần mẹ chị hạnh phúc là được. Đối mặt với cha dượng kém mình tận 18 tuổi thì chị Phụng cũng không hề ngại ngùng và e dè. Chị xem Game Anh như là người nhà, luôn bày tỏ sự thân thiết. Lúc biết tin mẹ và Game Anh kết hôn thì tôi cũng rất là bất ngờ vì biết mẹ và anh này quen nhau trên mạng xã hội đã lâu. Mẹ cũng nói hết với tôi chứ không có giấu giếm. Con gái của bà Úc Hoa chia sẻ, lúc đầu khi biết tin mẹ vừa quen Gaiman thì cả nhà đều phản đối, không ai thích, nhưng sau khi Gaiman về thì thấy ông nhiệt tình với mẹ quá, con gái thấy thương nhiệt tình nên thôi cứ để cho mẹ thấy vui là được. Lúc đầu thì khi nhìn thấy ông thì ai cũng ngại nhưng mà dần thì gọi quen. Hai ông bà này cũng thương nhau lắm, đi lên cầu thang bả đi trước ông đi sau, ông nhìn xem lỡ bả có té không ông đỡ. Lúc đầu thì ngại lắm nhưng giờ thì thấy tự hào. Em gái của bà Hoa thì chia sẻ, chính Gaiman lại là người thương bà Hoa hơn ai cả. Sau khi qua Việt Nam ở với vợ thì mọi việc chăm sóc đỡ đần bà Hoa đều do một tay anh lo liệu. Đôi lần thì bà Hoa muốn chia tay, chàng trai năn nỉ đòi sống đòi chết, ai cũng thấy cảm động trước tình cảm anh dành cho bà Hoa nên cuối cùng thì cả nhà đều chấp nhận. Trước đó thì bà Hoa có chia sẻ rằng là bà và chồng vô tình quen biết nhau trên Facebook. Lúc đó thì anh chàng Gaiman này chính là người chủ động gửi lời mời kết bạn với bà Hoa. Đáng ngạc nhiên hơn là anh là người theo dõi trước vì chúng chiếc xét ai tình và nhìn thấy hình của bà trên Facebook và ngỏ là tỏ tình ngay trong lần đầu tiên trò chuyện online. Sau 2 năm hẹn hò thì bất chấp rào cản ngôn ngữ, tuổi tác, quốc tịch thì cả hai đã đăng ký về chung với một nhà. Và đó là tất cả những thông tin mình gửi đến các bạn trong video này. Và các bạn nghĩ sao về câu chuyện này? Mời các bạn để lại bình luận ở phần dưới phần video để chúng ta cùng thảo luận thêm với nhau nhé. Và video này là kết thúc. Cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi video này. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong các video sau.